Rồi anh em ăn hành luôn. Đây bể bạc đạn nè, đó bể bạc đạn, còn cái lòng, còn cái gì ngoài là dính vào trong cái này nè. Nhưng mà cái thằng này là nó khó lấy nha anh em, tại vì á thằng này là khó lấy nha, tại vì cái thằng này là nó có cái loại rất là rộng, 6251 của đùm quay ớt cho 10 nè. À, cái loại này rất rộng, còn cái viền này nằm đây nè. Đó. Bây giờ mình lấy cái cách này ha anh em. À, nếu như mà ở nhà mình không có cái cả bờ đạn á thì anh em lấy theo cách mình ha. Mình sẽ chia sẻ một cái mẹo ha. Còn có nhiều anh em có nhiều cái hàng lấy ra nữa, nhưng mà mình không có mấy hàng là sao? Nếu như mình không có mấy hàng thì mình đâu có lấy ra được phải không? Rồi mình chỉ cái mẹo này nha. Còn đây thì đây mình cũng có mấy hàng anh em, nhưng mà mình cũng hàng đây, mình cũng có cảo lấy bạc đạn luôn anh em, nhưng mà mình sẽ chia sẻ anh em một cách lấy bạc đạn này nè. Bạc đạn này khó lấy nhất nè, bạc đạn mấy bạc đạn kia nó có cái loại nó cũng dễ lấy ha. Rồi mình chia sẻ anh em một cách lấy đơn giản nha. Rồi anh em thì mình có sửa cái này lại nè, có cái quéo này nhỏ nè. Rồi cái này là mình để vô đạn, cái này vô trước, cái này vô sau, cái mình bóp lại thì nó bung ra nha anh em. Một mình làm thì được cái cọp anh em, có anh em có thì dịnh nha, người cầm thì dịnh là xài ở lâu ok. Mấy tướng anh em, rồi anh em thấy không, thấy cái đầu bự không, cái đầu bự nãy giờ vô trong, cái đầu nhỏ ngoài mình đóng vô cái đầu bự đó. Của mình lấy, anh em nào có cách nào hay hơn thì chia sẻ cho anh em tham khảo nha. Đó ra nè, thì khi mình kẹp cái gì nè, một mình đóng thì mình cột lại, còn cái mình đóng lên cái đầu bự này nè, đóng cái đầu bự này mới được nha, đóng vô cái cạnh này thì nó sẽ dễ tuột ra nha, anh đóng lên mé đầu bự này nè thì dễ ra hơn anh em. Rồi anh em nào có cách nào hay hơn thì chia sẻ cho mấy anh em mình xem để học hỏi nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video nha, có gì hay thì mình sẽ chia sẻ anh em cho mình cái follow nha anh em. Bye.